có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa. Chính những điều kiện đó đã tạo cho Mộc Châu có được những nông sản mang hương vị riêng. Ngày hôm nay thì Bá Tiến sẽ cùng bạn tới thăm hợp tác xã sản xuất rau an toàn để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây cải mèo, một loại rau đặc sản bản địa. Rau cải mèo, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Sơn La, phân bố chủ yếu tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Em chào anh ạ. Anh ơi, mình đang rắc phân để chuẩn bị trồng rau gì đấy ạ? Đây mình đang rắc phân để chuẩn bị trồng cải mèo ạ. Nguồn gốc của nó là của dân tộc Mông. Lấy về mình trồng thì là mình sẽ lấy luôn cái tên là cải mèo. Cái phân này của mình thì bao gồm những thành phần gì ạ? Phân này của mình thì thành phần gồm là chủ yếu là mùn ngô là chính. Trong mình sẽ trộn thêm chấu nữa. Xong mình dùng men vi sinh mình trộn lẫn vào để mình ủ sau khoảng 2 tháng thì bắt đầu mình mang ra sử dụng. Thế là sau khi mình giải phân xong này thì mình có thể gieo được hạt luôn không anh? Sau này khi mình giải phân xong này thì là mình sẽ dùng máy mình trộn đều phân lên, xong bắt đầu là mình san phẳng luống là mình có thể mình gieo được ngay. Sau khi mình làm đất xong ấy, thì bắt đầu là mình chuyển sang khâu mình rắc hạt. Mình đi hai bên mình rắc thì mà mình sẽ rắc đều như này. Đấy. Sau khi mình gieo hạt xong mình có tưới nước luôn hay là thế nào không ạ? Mình gieo xong thì bắt đầu là mình tưới luôn. Vườn rau xanh mướt này chính là thành quả của chúng ta sau khoảng hơn 45 ngày chăm sóc kể từ khi gieo hạt. Anh ơi, vậy bây giờ mình sẽ thu hoạch rau cải mèo như thế nào ạ? Mình sẽ dùng cái dao cắt sát gốc, xong khi mình bỏ hết lá già, lá dập này đi để mình lấy làm sao cho nó chuẩn. Đây này, ví dụ như thế này, mình sẽ bỏ hết cái lá già đi. Cái đất ở Mộc Châu này gần như có đất đỏ Ba Gian ấy, độ phì nhiêu của nó nhiều mà độ mùn nó nhiều, cho nên là nó cây trồng nó lên được ngay. Thời tiết khí hậu thì ở đây rất là mát mẻ quanh năm ấy, cho nên là rau nó lên rất là nhanh. Sau khi mình thu hoạch xong rồi thì với rất là nhiều những cái cây cải mèo thế này thì chúng ta sẽ mang bán cho ai ạ? Ở đây là mình làm trong một hợp tác xã rau an toàn của bản tự nhiên xã Đông Sang, cho nên là rau này khi nào mà thu hái xong thì cân hết lên hợp tác xã sẽ chuyển về dưới hai siêu thị và Metro của Hà Nội và Vinmart của Hà Nội. Rau khi sau khi thu hoạch mình hái ở vườn về thì bắt đầu về nhà bắt đầu mình bó vào từng cân một và bắt đầu là mình dán tem mát của cơ sở sản xuất rau và mã nông dân. Với cái mã này thì chỉ cần mình một cái điện thoại thông minh thôi thì có thể mình quét qua đây thì nó sẽ hiện lên tất cả những thông tin đầy đủ. Thứ nhất là tên của hợp tác xã sản xuất này, thứ hai là tên chủ hộ để chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc của cái rau này. Rau cải mèo, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Sơn La, tại Mộc Châu chủ yếu bán cho khách du lịch. Tại Hà Nội được phân phối ở hệ thống siêu thị Metro và Vinmart. Bó cải xanh non mơn mởn như mang trong mình cả hương vị của đất trời và núi rừng Tây Bắc khiến người ta quyến luyến mãi không thôi. Thật dễ hiểu vì sao khi mọi du khách luôn chọn cải mèo làm món quà để tặng người thân của mình sau mỗi chuyến du lịch. Và quý vị thân mến, bây giờ là chắc cũng gần tới giờ cơm của quý vị rồi. Bá Tiến xin chúc quý vị và cả gia đình của mình sẽ có những giây phút quây quần và ấm cúng bên nhau.